Tiếp tục lại một mẫu mà bên Huấn Audio mình sẽ lì xì. Ở mẫu này là mẫu neo khối côn 38 anh em nhá, côn 38 mini đấy, anh em ý hiểu đó, nó không lớn đâu nhá. Và đường kính của neo khối này là 7 cm. Với con này thì đang bán ra là 1.200.000 đồng, bên mình sẽ bao ship, nhưng lì xì năm nay mình sẽ giảm 100.000 đồng, còn 1.100.000 đồng mình sẽ bao ship, và chương trình tặng tụ tặng trở vẫn đầy đủ, và kẹp cốt thì mình vẫn đi kèm luôn. Để quý vị các bạn cần kẹp cốt thì kẹp vào dây giặc bác rồi cắm vào đây anh em nhé. Đã đấu sẵn ở đây, à đã kiểu sẵn đây là một bên cộng này và bên trừ đó, em mình thấy đây, họng kèn xoáy rất mịn, bản rất chất lượng, côn 38 côn nhôm. Cái neo khối này là 7 cm, không quá lớn anh em, không quá lớn. Chương trình khuyến mại bên mình sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng Giêng. Để anh em nắm được chương trình của bên mình, tất cả sản phẩm khuyến mãi bên mình sẽ dừng vào ngày 15 tháng Giêng. Từ trung kèn, phân tần, nếu có khuyến mãi thì mình sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng Giêng anh em nhé. Đó, đây là bản rất đẳng cấp rồi, ánh 7 màu, tem nhôm mình đã dán vào đây luôn, tem nhôm anh em nhé. Đó, tem nhôm, hàng chất lượng của bên mình. 2408H thì sẽ không có chữ JBL ở đây anh em nhé, và bản chất lượng đỉnh cao luôn anh em nhé, con này đỉnh cao về tiếng luôn. Đó, do xưởng nó bị bắt lỗi, họ đã phải xóa cái chữ đi thôi, xưởng sản xuất ấy, họ đã xóa đi anh em nhé, xóa đi vì bắt lỗi không được làm nữa, vì không phải là hàng của nhà máy mà đây chỉ là mình sản xuất theo chuyển giao công nghệ thôi anh em nhé. Và giá mình báo lại đây là 1.100.000 đồng, mình sẽ bao ship, tiếng vô cùng hay luôn, sáng choang luôn. Anh em nào quan tâm điện thoại cho mình nhé.